Linh kiện RC test flycam C Fly Phase 2 của anh Lâm. Thì đây cái mã anh gì, anh quay wifi xem. Ở trong dầm anh quay rồi. Cái mã wifi máy này. Đây nhá, em kết nối máy vào app này. Hình ảnh truyền về đây nhá. Hiện tại máy bắt 14 điểm GPS, pin 79%. Em quay gimbal em, nghiêng gimbal này. À, gimbal hoạt động bình thường nhá. Bây giờ em sẽ bay lên để test cái chức năng. Thì máy của anh thì anh báo bay được 500m rồi nó bị rung cái thứ này kali thôi. Kali máy thì máy sẽ không bị rung, không bị chao đảo nữa. Còn bay được 500m hay không ấy, thì cái này anh phải xem khu vực bay của anh. Ở đây vậy em sẽ test cho anh các chức năng bay bình thường thôi. Đây, máy anh bay lên này, giữ vị trí. Anh quay tay em bằng máy. Đó. Anh nhìn máy giữ vị trí ổn định anh nhá. Đấy, anh bay rồi. Ở đây vậy em test tầm xa thì ở khu vực này vậy em không bay được quá xa đâu. Anh quay hình ảnh truyền về. Hiện tại máy đang bay được tầm 200-300m rồi, à 100m rồi. Trăm mét hình ảnh truyền về vẫn mượt anh nhé. Hiện tại 300m. Bốn trăm mét rồi. Hiện tại là 430m, 450m rồi. Hình ảnh truyền về vẫn mượt anh ạ. Đây, 500m chạm mốc này. Bay hơn 500m rồi. 600m bình thường ạ. Đây, em đã qua mốc 500m của anh rồi nhá. Bây giờ em sẽ bấm máy tự return về. Anh quay chỗ khoảng cách xa hơn 500m thì ảnh truyền về bình thường. Rồi, nay là 600 mấy mét rồi. Ừ, hơn 600m rồi. Ừ. Đây, tất cả hoạt động bình thường á. Này anh về anh xem lại khu vực bay của anh này. Đấy, máy quay về hình ảnh rất mượt đấy nhé. GPS bắt người 20 điểm này. Ngọc ơi không về đến Ngọc này. Ờ, đang uống nước. Từ trước giờ, từ nãy giờ bay vợ em bay ở tầm cao là 72m anh nhé. Và xa thì anh thấy cũng bay ở hơn 600m rồi. Máy về đến đây rồi. Đây anh quay lên máy. Máy về cứ quay lên. Rồi. Kinh nhỉ. Cao nhỉ. Có đem nước. Em cũng nước xe thôi chồng. Thế à. Thì anh quay vào điện thoại nha. Anh nhỉ, máy không có giật lag gì cả. Gimbal, chỉnh gimbal lên xuống. Anh máy ở trên đầu, anh quay máy. Thuê máy rồi. Hạ xuống đi, cho xuống đi. Máy anh Lâm hoạt động bình thường nhé. Anh Lâm một Phú Thọ. À, bay rất là bình thường. Máy hoạt động ổn định rồi. Bên em xin phép gửi trả máy cho anh ạ.